Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Video Time. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau với một chủ đề cực kỳ tuyệt vời. Đó là tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách vận hành như thế nào để tạo ra được nguồn thu nhập từ Internet. Và có rất nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề này. Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện để bạn hiểu được cái cách làm sao để vận hành ra được một nguồn thu nhập từ Internet. Trước khi tôi kể câu chuyện này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái quy trình để bạn có thể đạt được cái nguồn thu nhập này bằng các bước sau đây. Và sau đây là các bước mà các bạn nên tìm hiểu. Đầu tiên, các bạn hãy xác định đam mê và yêu thích của bạn. Có việc gì bạn tinh thông nhất hay không? Và hãy dùng cái điều tinh thông nhất đó để có thể kinh doanh được. Bước thứ hai, hãy tìm một vấn đề mà thị trường đang cần bạn giải quyết và có số lượng người quan tâm đủ lớn về cái vấn đề đó. Đương nhiên nó phải xác định đúng cái đam mê và yêu thích của bạn nhé. Cái tiếp theo, bạn cần phải tạo một sản phẩm thông tin để cung cấp giải pháp cho thị trường đó. Đương nhiên với cái sở thích và đam mê của bạn đã nghiên cứu nhiều năm hoặc là bạn đã phần và vận dụng rất là thành thạo thì cái việc đưa ra một sản phẩm thông tin để cung cấp cho thị trường rất là đơn giản, ví dụ là một ebook, một chuỗi video hay là một những cái buổi webinar, thì tất cả những điều đó đều là miễn phí. Khi bạn thu hút được số lượng người quan tâm đến với cái sản phẩm miễn phí của bạn thì bạn sẽ tiếp tục bán các sản phẩm có phí, bao gồm những sản phẩm tư vấn hoặc là dịch vụ. Bạn có thể đưa họ vào những cái membership để chăm sóc và thu phí từ membership site. Bạn có thể tạo ra những cái app để giải quyết vấn đề của họ nhanh hơn, gọn hơn và tiện lợi hơn. Hoặc là bạn có thể tạo ra một cái chương trình đào tạo coaching, training có trả phí và hãy giúp cho họ vượt qua những cái vấn đề của họ. Bạn có thể bán cho họ một quyển sách do chính bạn viết. Và đó là những cái gì bạn có thể bán cho họ để tạo ra nguồn thu nhập. Và sau đó bạn vẫn có thể tạo thêm nguồn thu nhập cao hơn bằng cách liên kết với một cái dịch vụ tương tự của bạn, nhưng mà đối tượng của bạn đang cần thiết, thì bạn có thể bán sản phẩm của người khác và thu thêm được hoa hồng. Và đó là một cái quy trình khá là đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Bạn có thể xem lại, đây là những sản phẩm mà bạn có thể thực hiện được. Từ cái sản phẩm thông tin đầu tiên của bạn, bạn có thể bán tiếp tục những sản phẩm vật lý mà bạn quen thuộc nhất và bạn có thể cung cấp được. Ok, và tôi sẽ quy trình lại nó cho bạn. Đầu tiên, xác định đam mê, yêu thích và công việc tinh thông. Sau đó hãy tìm cái vấn đề của thị trường và hãy đảm bảo thị trường có đủ người để tham dự. Và cái thứ ba đó là hãy tạo ra một sản phẩm thông tin để giải quyết cái vấn đề đó. Và bạn hãy đi chia sẻ các thông tin miễn phí này đến rất là nhiều người. Và đã có một cộng đồng và lượng người tham gia với sản phẩm miễn phí của bạn thì bạn bắt đầu bán sản phẩm có phí như những gì tôi đã chia sẻ ở phía trên. Và sau đây tôi sẽ kể câu chuyện này cho các bạn nghe. Đó là bác sĩ Rajesh Sa ở Mumbai, Ấn Độ. Rajesh Sa mở một trang web về thực hành y thuật. Ông có thể tư vấn và điều trị cho hàng trăm ngàn bệnh nhân ở 112 nước các bạn. Mà giá trị to lớn của ông bắt nguồn từ việc ông sử dụng các biện một phương pháp chữa trị hay và kèm theo một cái việc đó là ông có thể khuếch đại được cái dịch vụ chữa bệnh của mình trên Internet. Quy trình căn bản là ông sẽ đưa ra những cái lời khuyên, ông sẽ đưa ra những cái clip và nó sẽ giúp cho người khác giải quyết những cái vấn đề và hiểu được họ đang bị vấn đề gì ở đâu. Quy trình căn bản là bệnh nhân sẽ viết email hoặc là gửi điện thoại đến cho ông, kể về những triệu chứng và trả tiền khám bệnh trực tuyến cho ông thông qua thẻ tín dụng. Sau đó ông có thể chẩn đoán bệnh và giao thuốc cho bệnh nhân ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Người bệnh nhân này có nhu cầu tái sử dụng rất cao những cái loại thuốc mà ông đã gửi cho họ. Kết quả là ông có thu nhập khủng khiếp và bên cạnh đó ông còn bán các thiết bị y khoa, những thông tin y tế giúp ông giàu có hơn rất nhiều. Và đây là hình ảnh của Rajesh Sa ở Ấn Độ. Các bạn có thể học hỏi từ bài học này. Hy vọng qua video này có thể giúp cho bạn gia tăng ý tưởng và tạo được nguồn thu nhập cho riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.